Chị ạ, hôm nay em tiến hành á là cắt những cái chiếc nhánh cái lụa Ấn Độ này là chú anh chị đó, cho chú anh chị có thể là mình trồng cái lụa xong rồi mình cứ mạnh dạn chiết cành và mình nhân giống cho gia đình. Ở đây đó, đây là cái rễ rồi nè chú anh chị đó, chú chị theo ạ. Về của chú anh chị hãy có bấm mạnh dạn bấm tỉa tàn như vậy đặng, cho cây nó hồi sức mình vô nó ra những cái chồi mới này nó mới phát triển mạnh hơn của chú chị theo ạ. Cái nhánh chiếc thì trồng nó nhanh cho quả cho tải của chú chị đó, cho chú chị chung ngắm đây. Về của chú anh chị có thể mạnh dạn đó. Đó, chiếc nhánh ở bên đó. Đó, hay vậy chứ hay gầu lắm chú anh chị, nhưng mà vô lại nó phát mấy hồi của anh chị rất là lẹ, rất là sung. Rồi có yêu thích thì xin liên hệ bên em cho cô chú anh chị có cái nhìn rõ nét nhất gà lụa Ấn Độ trồng vẫn tốt phát triển ở miền Tây. Dạ, mọi miền đất nước đều có thể trồng được, là cây lưỡng tính tự ra hoa đậu tái đó. Em chân thành là cảm ơn cô chú anh chị đã xem đó, cho cô chú anh chị có cái nhìn rõ nét nhất đó. Đó, mình cứ mạnh dạn về trồng và nhân giống ra để nhân rộng cái mô hình đó, rất là đẹp luôn. Dạ, nước ép uống và ăn tươi. Dạ, các kiểu luôn đó, cho chú anh chị chìm ngắm. Rồi đây cái tái đây rất chi là đẹp luôn đẹp của chú anh chị. Đó, để chờ chú anh chị coi. Đó. Rồi, em chào tạm biệt của chú anh chị ạ. Hẹn gặp lại ạ. Chú anh chị ạ, hồi nãy là em ra vườn của chú chị, em thu hoạch được ít tái được chú anh chị. À, nhờ cô biếu cho về tặng về được chú anh chị. Sao à, chú anh chị chim ngắm của em nước ép lụa được chú anh chị. Cái màu rất là đẹp luôn chú anh chị ơi. Rất là dễ thương luôn. Đó. Nhà đây. Đây. Tái này của chú anh chị mà được cô tặng đây của chú anh chị. Rất là đẹp luôn đó nè, ý không đó, mít cực kỳ không, trời ơi nó ngon cực kỳ luôn đó chú anh chị. Đưa nắng mà được có liền ép lụa cực kỳ luôn, mình đỡ cái nhai luôn chị. Ép lụa cực kỳ ngon, rất là mát luôn anh chị. Có thể là chú anh chị sẽ sửa rồi vô tùy thích cho mọi người, lá dứa gì đó tùy thích, điểm 10 cho chất lượng, điểm 10 cho đủ ngon cực kỳ luôn. Phiên của chú mình tàu lụt tòng lụ ngay. Cảm ơn.